Cũng trong sáng nay, huyện Gia Viễn đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, tạo không khí phấn khởi, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Dự buổi lễ của đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành huyện Gia Viễn, các đơn vị nhận quân và đông đảo nhân dân trong huyện. Nối tiếp truyền thống cách mạng của quê hương, năm 2024, huyện Gia Viễn tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Với mục tiêu tuyển người nào chắc người đó, thời gian qua, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, các chế độ chính sách đối với thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, rà soát, phúc tra, nắm chắc số lượng, chất lượng của công dân. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo sức khỏe, trình độ, phẩm chất, đạo đức, chính trị. Năm nay, huyện Gia Viễn đã tuyển chọn được 262 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội nhân dân và công an nhân dân, bàn giao về 10 đơn vị nhận quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, trong đó có 17% thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, 68 thanh niên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, 61 thanh niên ưu tú đã được kết nạp đảng. Toàn huyện có 47 công dân viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ. Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tô Văn Từ, lãnh đạo sở ngành và huyện Gia Viễn đã tặng hoa, tặng quà, thăm hỏi, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, bày tỏ tin tưởng mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, khắc phục khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng, người chiến sĩ công an nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ giao nhận quân tại huyện Gia Viễn đã diễn ra nhanh gọn, trang trọng, an toàn, đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của thanh niên lên đường nhập ngũ.